Chào các bạn, mời Đại Can đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta chỉ làm một cái chương trình, đó chính là chương trình nói chuyện với robot Strat này. Và hôm nay chúng ta chỉ làm cho nó nói theo kiểu là nó nhận dạng được cái chủ mình đấy. Thì bài trước khi mình thì phần trước thì mình để làm cho các bạn là làm cho nó mình ghi gì đó là nó sẽ nói, nó hiểu cái của mình và nó sẽ nói, nó phát âm thanh luôn. Và hôm nay chúng ta chỉ làm cái phần mà nó gì nhận biết cái dấu, giống như ví dụ như là mình ghi là bạn là ai, mình làm gì sao, nó sẽ nói là sao. Nếu mà mình ghi bạn là ai, là thêm một dấu cách nữa, hoặc thêm dấu than đi, vậy nó sẽ không hiểu mình nói gì hết. Hay là mình ghi bạn là ai, thêm một dấu cách, nó cũng không hiểu mình nói gì hết. Nên hôm nay chúng ta chỉ làm cái mà xử lý cái phần dấu than, dấu chấm, dấu phẩy và cái phần cột và cái cách đấy. Rồi. Giờ đây là phần input đúng không? Đây bên robot. Thì đây khi nhận được robot nói ấy, là đây là phần xử lý mà bài trước chúng ta đã làm mà. Giờ chúng ta tiếp theo là chúng ta chỉ làm một cái phần xử lý nữa ở trên này. Nếu thì còn nếu không thì cái này nó sẽ lặp lại ấy. Nó tạo thêm một, ví dụ như là mình ghi là bạn là ai, dấu hỏi, nó không hiểu gì hết. Nên là chúng ta sẽ làm một phần xử lý ấy, làm sao cho cái bạn là ai ấy nó mất cái dấu, nó mất cái dấu hỏi cuối cùng ấy. Và cái danh sách nó đâu có dấu hỏi đâu. Nên chúng ta sẽ làm cái phần xử lý đó. Hay là nhập dấu chấm, dấu than, dấu phẩy, dấu cách như vậy. Và đây. Đầu tờ. Lâu. Rồi chúng ta tìm cái khối lượng là lặp lại cho đến khi mà. Và chúng ta chỉ tạo một cái biến, đó chính là biến á. Input xử lý. Là cái này là cái input ấy, không khi mà xử lý cho nó chuyển thành bạn là ai ấy. Nên là mình sẽ đặt lặp lại cho đến khi nha. Thôi, bài này. Bỏ lặp lại cho đến khi đi. Đỡ là lặp lại. Đồ dài. Rồi đầu ta. Đây. Lặp lại. Cái đồ dài đây à. Đồ dài của cái input. Giống như cái input mình gửi là táo. Cho táo. Táo là mình ghi nhập lại táo, vậy nó sẽ có ba cái đồ dài của nó sẽ là ba chữ, do trong đó nó có ba chữ là chữ T, chữ A và chữ O. Hay ghi bạn là ai, nó có một chữ, hai chữ, ba chữ. Rồi thêm nó cũng tính dấu cách là chữ số vô nữa. Bạn ba là hai dấu cách, năm lầu là ai nữa, thêm năm nữa. Vậy là nó sẽ là 10 chữ số như vậy. Rồi, chúng ta đỡ nó vô trong lập đài đồ dai của input. Chúng ta đặt cái input xử lý á. Bằng không gì hết. Đấy. Họ đặt cái lập đài ấy, đúng không? Chúng ta chỉ làm là nếu đầu ta. Đây, chúng ta chỉ lấy một cái dòng, tạo thêm một cái biến nữa là biến y. Biến y này nó chỉ lấy một cái chữ số trong cái phần input mà chúng ta ghi vô à. Đấy, xong lầu nó đỡ, nó chèn vô trong cái input xử lý. Đó là phần xử lý sao mà cho nó. Còn nếu mà y ấy nó mà phát hiện là có dấu chấm than, dấu hỏi, dấu chấm hay dấu gì đó thì nó sẽ không lấy và bỏ vô trong input xử lý. Nên đó là cái
nên là phần xử lý này nó chỉ làm cho cái chấm dấu chấm hỏi chấm than nó biến mất một cách dễ dàng. Lặp lại độ dài của inbox là nha, đặt đặt y bằng không, đặt trên này đi rồi coi độ dài của inbox nha. Giống như là giờ mình lấy cái khối lượng ký tự một của chú táo, giống như là giờ nay lấy ký tự thứ mấy của táo ấy, giống như là mình ghi là chuối, chuối là mình ghi tìm ký tự thứ một của chuối là gì, nó sẽ ghi là chữ cơ. Do cái chữ ký tự đầu tiên của bài chuối đó chính là chữ cơ, giờ mình ghi là hai, nó sẽ ghi chữ hơ. Đấy, nó vị trí thứ hai, chữ vị trí của chữ số thứ hai là chữ hơ à, các bạn thấy chưa? Nó là đỡ đỡ cái y đây vô, đại y bằng một nha. Đấy, đồ dai của inbox à, đặt y là ký tự cho ta, nó chỉ đặt cái này, đặt cái inbox xử lý ấy. Nó lấy lúc này nó lấy được cái chuỗi của trái chuối ấy. Đây, bạn là ai? Phải. Đây, nó chỉ lấy cái thứ tự đầu tiên à. Cái tự thứ của chuỗi inbox mà mình nhập vô à. Nó chỉ ghi chữ bơ. Thấy không? Bạn là ai à? Mình ghi bạn là ai. Nó lấy chuỗi đầu tiên là chữ bơ. Xong là đặt inbox xử lý là muốn chen vô chữ đó vô trong inbox xử lý ấy, là đỡ đặt inbox xử lý ban thành inbox xử lý cộng cho ký tự thứ ơi của chuỗi inbox đấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thay đổi cái thay đổi y một lượng lên một, là nó sẽ thay đổi y lên một lượng lên một, chuyển sang vậy nó thay đổi lần lặp lại tiếp theo nó chỉ là hai, y nó thay đổi một đơn vị thôi à, thì nó chỉ là hai. Vậy nó tiếp theo là nó chỉ lấy vị trí thứ tiếp theo của cái phần inbox đấy, nó lấy vị trí y mà y nó thay đổi lặp lần lặp thứ hai ấy, là nó là thứ hai số hai rồi, nên vị trí số hai của chủ inbox là nó lấy xong rồi nó chen vô inbox xử lý, là lặp lại nữa. Giờ mình ghi bạn là ai à? Bạn là ai? Chấm hỏi. Rồi inbox xử lý không có gì đúng không? Giờ ký tự thứ y của chuỗi inbox đúng không? Giờ mình đặt y là 50. Không, mình đặt là 3. Đấy, ký tự thứ kiểu inbox là vậy. Đây inbox xử lý á, thôi đặt inbox xử lý á, không gì đây, chạy inbox xử lý cộng cho cái từ thuê của chuỗi inbox đấy, chạy à, hello, inbox xử lý cho nó bằng không ta, thì các bạn thấy đấy, thì có nhiều loại xử lý ấy, nó có nhiều bạn là làm theo cách này nhưng mà nó bị sai đúng không, nó cộng cái ký tự đây là không được, em biết sao không? Bởi giờ đây đây là cộng lại, cái phép tính cộng lại chỉ dành cho số không chứ không có dành cho chữ, nên là cái này nhiều bạn cũng sai lắm nha, nên các bạn hãy cẩn thận. Và chúng ta sẽ thêm cái lệnh là kết hợp táo, nên là nếu mà muốn cộng lại hai cái chuỗi hai cái chữ với nhau ấy, ghép lại hai cái chữ với nhau, đây chúng ta sử dụng cái khối lượng kết hợp này, nhưng mà mình ghi là e với thêm chữ e, ta chỉ ghi là e đúng như hai đó ghép lại, đây chúng ta đợi vô inbox xử lý, kết hợp của inbox xử lý với cái từ thứ y của chuỗi inbox mình đợi vào. Đấy, để vô lại đây. Rồi giờ chúng ta ghi bạn là ai đây? Bạn là ai? Đấy,
bạn thấy do bạn thấy inbox xử lý đó bạn là ai chưa đúng không? Đấy. Giờ tiếp theo chúng ta sẽ đổi thêm cái này. Đây. Đổi thêm nó vô trong cái này nữa. Lặp lại cho đến khi lặp lại mãi luôn ấy, cho đến khi mày ấy đâu ta cái từ thứ mấy của cái phần import à mà nó chỉ là đồ dài nha, đồ dài của cái import đấy, cái từ thứ đó đây cái mà nó không có dấu đây à, nó không có cái dấu đây. Không phải đợi dấu không phải là ghi là bằng đây, cái từ đây là nó bằng dấu hỏi đúng không, nó bằng gì đây, dấu chấm hỏi này đấy, hạt các bạn có thể ghi hạt đây, dấu hỏi đây đúng không, đợi dấu không phải lặp lại mãi nha, thay đồ dai của em bớt đúng không, nó ghi vậy không. Giờ cho nó lặp lại đồ dai của inbox trừ cho. Chết rồi, bị lộn mà. Đợi vô. Đấy, đồ dai của inbox trừ 1 nha. Giờ lúc đó nó sẽ trừ lại, nó không có đỡ cái phần inbox kia vô. Chúng đây sẽ đỡ. Là cuối cùng đặt cái inbox là inbox xử lý. Rồi chúng đây sẽ ghi bạn là ai, mình là cây sa, bạn là ai chứ, bạn là ai dấu chấm hỏi mình là cây sa. đấy, thấy không, giờ mình ghi bạn là ai hai dấu chấm hỏi ấy, nó thì bị lỗi không à, bạn là ai dấu chấm hỏi mình là cây sa. lộn bạn là ai hai dấu chấm hỏi đấy, nó thì bị hư do y nó bằng nó bằng cái chỗ cuối không, chúng ta chỉ cần là đặt cái đây vô lại không đấy, rồi chạy tiếp nha, bạn bạn là ai mình là cây sa. đấy, các bạn thấy không, mẹ do ông mình đặt cái lặp lại đồ dai của inbox chưa một ấy, đây đó chị lặp lại chút, nó lặp lại cái nó cái phần inbox xử lý nó chỉ lên phần inbox nhưng mà nó mất một cái chữ ở cuối cuối cái dòng dòng chữ đó, mà cái lặp lại cho đến khi mà không phải ký tự đồ dai của inbox của chủ inbox mà nó là dấu hỏi ấy, bây giờ bạn là ai đâu có dấu hỏi đâu, rồi nó không có chạy cái lặp lại này, giờ bạn là ai tấm cái dòng chấm hỏi luôn, nó vẫn là mình tên là kỳ xe, do nó vẫn có cái chứa cái dấu chấm hỏi đây à, đấy kiểu vậy. Hôm nay xong rồi đúng không, thì các bạn có giờ ghi bạn là ai dấu chấm hang, nó không hiểu vậy, các bạn có thể thêm, các bạn có thể lặp lại mãi cho đến khi đúng không, không phải vậy, các bạn ghi hạt, các bạn đỡ vô hạt à, vì ta ký tự thứ inbox ở đây là bạn dấu chấm hang xong đâu hạt nữa, giống như là ở cuối dòng đó nó có chữ gì ta, coi do nó do dấu cách đi, nó có dấu cách đỡ vô tiếp, đỡ vô hạt tiếp đấy, các bạn muốn các bạn thêm những từ ở cuối ấy mà nó không có hiểu ấy, người ta thường hay ghi về mà nó không có hiểu, các bạn đỡ vô đây chuỗi đây là dạng dấu chấm hạt là thêm hạt nữa. Ủa cái này hơi to nha. Đấy thu nhỏ lại. Đợi vô. Rồi đấy. Đợi vô tiếp. Đấy gì vậy ấy. Đợi mà lúc mà người ta ghi cứ có một đống mấy cái dấu chấm gì vậy. Rồi là nó bị. Giờ cuối cùng gắn vô lại.
đấy, cái này các bạn có thể ghi hạt xong lâu cái chuỗi đó để mà cho phần cuối nó không có bị lẫn, nó không có bị không giống ấy với cái phần robot nói, cái phần nhận câu này. Rồi mình ghi xin chào là một đống dấu cách đi, Chào bạn. nó chỉ ghi chào bạn, do cái lặp lại của mình này lặp lại cho đến khi nó có cái băng, nó có cái dấu cách này nè, thì mình gửi lên người ta. Ok, giờ mình gửi lên xin chào nha. Xin chào lâu một đống dấu cách, dấu chấm hen, dấu hỏi, xong rồi dấu chấm luôn, chứ là ở đây không phải dấu chấm. Chào bạn. Thấy nó vẫn ghi chào bạn do đây có dấu, cái đây mình có lặp lại cho đến khi nó có dấu hỏi, nó không có dấu hỏi à, dấu than à, dấu chấm à, và dấu băng, dấu ở lột khi dấu cách đấy. Đây là nên người ta làm những cái này cho những người mà ghi nhiều cái đây ấy, nó không có hiểu, nó không có hợp đấy, cách luôn chấm Là phía xa. đấy. Thôi vậy thì hôm nay chúng ta đã làm được cái phần xử xử lý được mày, xóa mấy cái ký tự trong, xóa mấy cái ký tự ở phần cuối dòng chữ mình ghi vào trong Scratch rồi nha. Đấy, vậy xin chào các bạn và bye bye nha. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn một share, một like, subscribe, và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mà mình đáp ứng yêu cầu của các bạn nha. Giờ xin chào các bạn và bye bye. Bye.